Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chung tay cải cách hành chính nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của cải cách hành chính là nâng cao sự hài lòng của người dân. Muốn làm được điều này thì việc thay đổi thái độ, tác phong làm việc và nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức là hết sức cần thiết. Vấn đề này sẽ được chúng tôi làm rõ trong tiểu mục chung tay cải cách hành chính với chủ đề Thay đổi thái độ công chức, yếu tố quan trọng để cải cách hành chính. Nếu quý vị và các bạn vẫn còn đang chưa biết về thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến phải thực hiện ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục Hỏi đáp thủ tục hành chính. Trước tiên sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình cải cách hành chính. Hiện tại, số lượng thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa tại tỉnh Hưng Yên là 1.817 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.420 thủ tục hành chính, cấp huyện là 268 thủ tục hành chính, cấp xã là 129 thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn tại các sở ban ngành của tỉnh đạt 99,87%, tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện là 99,66% và tại Ủy ban Nhân dân cấp xã là 99,97%. Trong đó, 1.616 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần, tích hợp 1.226 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đến nay, Sở Nội vụ Hưng Yên đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm giai đoạn 2022-2025 đối với 30/30 cơ quan tổ chức hành chính và 543/544 đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định tạm giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị quyết số 68 trong các cơ quan tổ chức hành chính với 1.655 biên chế công chức và 141 lao động hợp đồng. Tạm giao biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 20.649 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Sở Nội vụ cũng đã tham mưu thực hiện giải quyết chế độ tinh giản biên chế, thôi việc theo nguyện vọng, về hưu trước tuổi đối với 23 người. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 35 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 gồm cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng, đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn, đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn. Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030 gồm cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng, cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định số 899 QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo chiến lược, đến hết tháng 6 năm 2024, 100% các bộ ngành, địa phương ban hành kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn. Năm 2025, thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan đơn vị nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới. Phấn đấu đạt 100% nhân tài tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt 30% vào năm 2025, đạt 60% vào năm 2030, tiến tới đạt 100% vào năm 2050. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ công chức là yếu tố then chốt của nền hành chính phục vụ. Cải cách hành chính là cải cách về tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Để thay đổi ý thức, thái độ của một bộ phận trực tiếp làm nhiệm vụ, từ đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên lựa chọn 6 xã, phường thực hiện mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau một thời gian thực hiện mô hình, hoạt động của đội ngũ công chức xã đã có chuyển biến tích cực. Ghi nhận tại xã Trung Hưng, địa phương đầu tiên của huyện Yên Mỹ được lựa chọn để thực hiện mô hình. Đây là thư chúc mừng của Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng dành cho đôi bạn trẻ này khi họ vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Ngược lại, với trường hợp đến làm thủ tục đăng ký khai tử lại nhận được thư chia buồn. Chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng việc làm thủ tục hành chính đang dần trở lên thân thiện với người dân. Anh em
làm việc ở đây rất tốt, nhiệt tình đối với bà con, chỉ dẫn đến nơi đến chốn. Khoảng hơn một năm về trước, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Trung Hưng khi đến làm các thủ tục hành chính thường phải xếp hàng chờ đợi mất khá nhiều thời gian. Thì nay, dù đang trong giờ làm việc, lượng người đến làm trực tiếp tại bộ phận một cửa của xã giảm rất nhiều, do người dân chủ yếu thực hiện các thủ tục hành chính chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Để làm được như vậy là sự nỗ lực rất lớn của bản thân mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và có sự đóng góp hỗ trợ không nhỏ của đội ngũ làm công tác hành chính xã. Hiện tại thì là chúng tôi tuyên truyền cho người dân các thủ tục hành chính qua hình thức là tuyên truyền qua Facebook cá nhân, và có hiện tại xã thì có trang cổng thông tin điện tử của xã, thì có những cái văn bản hoặc là những cái thủ tục hành chính thì chúng tôi có thường xuyên đăng tải lên. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của xã Trung Hưng đã tiếp nhận và xử lý trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, trên 900 hồ sơ được xử lý trực tuyến, 100% các hồ sơ được thực hiện trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Bên cạnh các hồ sơ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã, bộ phận một cửa của xã Trung Hưng còn thường xuyên tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp của các xã lân cận. Với khối lượng hồ sơ thủ tục tương đối nhiều, xã đã đề ra các giải pháp làm tốt công tác phục vụ hành chính để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Xã cũng đã lắp một số mắt camera ở tại trụ sở làm việc, đặc biệt là cả bộ phận một cửa để đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương, có thể giám sát cán bộ và người dân, công khai các cái thủ tục hành chính tại phòng bộ phận một cửa, rồi kể cả công khai cái danh sách cán bộ công chức, rồi số điện thoại. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị định của Chính phủ ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ, hình thành các tiêu chí đánh giá từng cán bộ viên chức. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi cá nhân phải ý thức được trách nhiệm của mình, phấn đấu tu dưỡng từng ngày theo những lời dạy của Bác về đạo đức công vụ. Và không có sự ghi nhận đánh giá nào lớn hơn, đó chính là sự hài lòng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến không chỉ giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian công sức, mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại. Đây là thủ tục mới được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhưng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân bởi sự tiện ích của nó. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Trường, trưởng phòng quản lý đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải để cùng tìm hiểu về thủ tục này. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Hưng Yên chung tay cải cách hành chính nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ạ. Được. Xin ông cho biết các trường hợp nào thì được cấp đổi giấy phép lái xe ạ? Tại cái thông tư 12 ấy, của Bộ Giao thông Vận tải thì quy định là những cái trường hợp mà chẳng hạn như giấy phép lái xe này hết hạn và hai là cũ, sách nát thì được cấp lại giấy phép lái xe. Người dân chuẩn bị là giấy khám sức khỏe điện tử, file ảnh chân dung theo tiêu chuẩn kích thước là 3x4 nền xanh và file scan mặt trước, mặt sau của căn cước công dân và giấy phép lái xe. Ông có thể chia sẻ cụ thể các bước tiến hành cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được không ạ? Thì người dân chỉ cần truy cập vào cái website là dịchvucong.gov.vn. Quy trình thì thực hiện theo 5 bước. Bước 1 là chọn cơ quan tiếp nhận là Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên. Địa điểm tiếp nhận là văn phòng đăng ký Hưng Yên và chọn cái lý do cấp đổi. Cái lý do cấp đổi thì ở đây thì là mình hết hạn hoặc là cũ nát. Bước 2 thì mình nhập cái giấy phép lái xe của mình vào để tra cứu về các cái thông tin cái người ấy có vi phạm gì không, bị cơ quan chức năng tạm giữ hoặc là bị tước giấy phép lái xe hay không. Nếu mà đủ điều kiện thì lại nhập thêm giấy khám sức khỏe điện tử. Đến bước 3, nhập thêm ảnh 3-4 theo cái file ảnh, nhập cái giấy phép lái xe và căn cước công dân. Người dân phải chú ý là cái giấy phép lái xe này nó có hai mặt. Khi mà scan hoặc là khi chụp lại thì ra phải chụp lại mặt trước mặt sau. Căn cước công dân cũng vậy. Tiếp theo nữa thì là chọn là cái hình thức thanh toán và cái hình thức nhận. Thì nhận trực tiếp hay là nhận qua bưu điện thì cái này cũng trong cái phần mềm người ta cũng hướng dẫn. Và cái hình thức thanh toán vậy thôi. Thanh toán qua cái ví điện tử hoặc là qua cái chuyển khoản ngân hàng. Bước 5, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, bấm vào tên tài khoản, thông tin cá nhân để theo dõi danh sách hồ sơ đã nộp. Về lệ phí và thời gian thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến như thế nào ạ? Cái lệ phí thì hiện nay vẫn theo cái quy định chung là 135.000, quy định 5 ngày. Thì thông thường khi chúng tôi nhận được cái hồ sơ là chúng tôi xử lý luôn, thì là sẽ tạo điều kiện sớm nhất cho người dân. Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ hữu ích vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chung tay cải cách hành chính nhà nước hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.